Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Hàng loạt các mẫu SUV Trung Quốc sắp chen chân vào thị trường Việt Nam. Nhiều công nghệ, giá rẻ đấu với xe Hàn và xe Nhật. MG và Han Teng là những hãng xe Trung Quốc đang tấn công vào thị trường Việt Nam trong quý 3 năm nay với các dòng sản phẩm là SUV. Sau nhiều năm vắng bóng, thương hiệu MG của Trung Quốc đã quay trở lại Việt Nam. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, MG có cùng nhà phân phối với Nissan, fanpage chính thức của thương hiệu này cũng do đội ngũ của Nissan Việt Nam tạo dựng với địa chỉ doanh nghiệp cùng đại bản doanh với liên doanh của Nhật Bản. Hàng loạt tư vấn bán hàng của Nissan hiện nay cũng đang chào bán cả xe của MG. Hệ thống showroom của MG được cho biết đã xây dựng, xe cũng đã có sẵn tại Việt Nam, chỉ chờ ngày ra mắt vào khoảng cuối tháng 7 hoặc là đầu tháng 8 của năm 2020. Không dàn trải sản phẩm, MG hiện nay tập trung vào đúng hai dòng xe tại Việt Nam là HS và ZS. Đây cũng là hai dòng xe chiến lược của MG tại các thị trường khác. MG HS và ZS nằm ở cùng phân khúc SUV crossover đang được quan tâm nhiều tại thị trường Việt Nam. HS thuộc phân khúc C, tương tự như Hyundai Tucson, còn ZS ở phân khúc B giống với Hyundai Kona. Theo thông tin rò rỉ ban đầu, MG HS chơi lớn với động cơ mạnh hơn tất cả các SUV hạng C trên thị trường, máy tăng áp 2 lít cho công suất 225 mã lực và mô men xoắn tới 360 Nm kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Mẫu xe này còn có tùy chọn động cơ thấp hơn, chỉ có 160 mã lực. Trong khi đó, MG ZS chỉ sử dụng loại động cơ nhỏ công suất 112 mã lực, mô men xoắn chỉ có 150 Nm kết hợp hộp số vô cấp CVT. Tiện nghi bên trong của hai mẫu xe này cũng không thua kém bất cứ xe Nhật, xe Hàn nào cùng phân khúc, thậm chí cao hơn. Như đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, cửa sổ trời toàn cảnh. Giá xe hiện nay chưa được công bố, nhưng mức dự kiến cho MG ZS là khoảng 600 triệu và MG HS là khoảng 800 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với xe Nhật và xe Hàn trong cùng phân khúc. Ngoài MG, một thương hiệu Trung Quốc khác cũng vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam là Han Teng. Theo dự kiến, hai mẫu SUV của Han Teng cũng sẽ ra mắt vào khoảng tháng 7 năm 2020. Đơn vị phân phối còn có dự định đưa thêm về vài mẫu SUV khác nữa. Han Teng không chỉ là thương hiệu mới tại Việt Nam mà cũng là thương hiệu non trẻ ở quê nhà Trung Quốc khi mới thành lập từ năm 2013. Các mẫu SUV mới của Han Teng sắp được mở bán là X5 và X5 EV. Trong đó, mẫu X5 là xe động cơ xăng, còn X5 EV là xe thuần điện. Đối thủ cùng phân khúc với xe điện VinFast sắp được ra mắt. Han Teng X5 nằm lấp lửng trong phân khúc giữa hạng B và hạng C. Bản nhập về Việt Nam có cấu hình 5 chỗ, bản 7 chỗ hứa hẹn sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Cả hai dòng xe X5 và X5 EV đều sử dụng động cơ nhỏ. Động cơ X5 là máy xăng 1,5 lít, công suất 115 mã lực và mô men xoắn 215 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Động cơ điện của X5 EV có công suất 137 mã lực và mô men xoắn 260 Nm, pin cho phép chạy lên tới 252 km sau một lần sạc. Tiện nghi trong xe khá đầy đủ khi so với mặt bằng chung như màn hình giải trí lớn, âm thanh 6 loa, đèn nổ nút bấm, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động, đèn gạt mưa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh. Theo dự kiến, giá của Han Teng X5 rơi vào khoảng 600 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với MG HS. Còn bản X5 EV hiện nay, giá vẫn chưa được tiết lộ. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ hạnh phúc và thành công.